gì nữa. Rồi, xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Bữa nay mấy chú cháu mình đi bẻ một ít bông điên điển về ăn mắm kho nha cả nhà. Giờ thì có cu bữa nay cuối tuần có cu Tin đi theo nữa, cho cu Tin trải nghiệm bẻ bông điên điển mùa nước nổi nha cu Tin. Con đi với ông Út à. Cả nhà mình thấy vậy chứ nhiêu đây là bẻ vô là đủ ăn á. Nhìn nó thì nó lưa thưa vậy chứ mình bẻ vô nhiều lắm. Còn lý tiểu long gì nữa không anh? Hái điên điển phong cách lý tiểu long hả Tiên? Nhà con đây nhiều quá trời luôn Tiên ơi. Bên này nhiều hơn kia. Nhiều quá nè, thấy trước mặt con nè. Bên đây nè, múc ai bên đây nhiều lắm nè. Con đó đi không? Với mẹ đi không? Múc con này rồi. Không bỏ bên ông Út kia. Dạ, trời ơi. Vậy là con bẻ xong con đem bên ông Út kia vậy. Cô Tin. Cô Tin với Út một đội à. Sao chừng thua nó nghe. Ôi, mẹ con nhanh lắm con ơi. Rốt nó Út cửa tao chiếu mắt mờ rồi ra chậm lắm. Mà cái này nó cũng như hai chút nữa vậy. Nếu không kịp á băng, em biết làm sao cho cô Tin thua không? Em nhổ nguyên gốc này về mình lặt băng. Mẹ chuẩn bị nhổ nguyên gốc về luôn rồi Tin ơi. Ê, cái cây này sang năm đẹp lắm nè băng à. Dạ, nó lớn ngàn ngàn lớn à. Em nhổ nguyên gốc đi mới kịp Tin em ơi. Thắng rồi Tin ơi. Cha với mẹ sẽ nhổ nguyên gốc. Vậy chơi tắm cám hen, lấy cái gỗ đi luôn rồi nói cái dục lại. Chơi tắm cám, anh chơi tắm cám. Con hiểu con chuyện tắm cám không? Về để tối nay cha kể chuyện cổ tích cho nghe. Nhiều hơn nè, nhiều hơn. Xin chào bé cám màu vàng, bé cám màu vàng quay mặt lại coi. Bé cám mặt. Nè. Giờ mấy chú cháu mình bẻ thêm một ít bông sô đũa nữa nha cả nhà. Đẹp lắm á Tin. Vô mát quá trời luôn. Đây một chùm nữa nè. Wow. Em ơi, gia đình mình bữa nay mới này với mới bông điên điển nữa là về nhỏ mới chọn một súng này nè. Có thấy là con bỏ vô ngủ đâu thấy sao mình thắng làm thua. Con thấy là của con à. Mình thắng rồi thua Tin, mình thắng rồi thua. Mình thắng vậy là cha để cha làm trọng tài, cu Tin là thắng đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà chỉ thắng bông sô đũa thôi, còn thua bông điên điển thì mẹ thắng. Nãy mình đổ rồi. Đang nè. Giận luôn. Ôi giận hờn dữ quyết à. Mấy chú cháu mình đi bẻ bông điên điển với bông sô đũa về để bữa nay mình nấu mắm nè cả nhà. Đó, băng có chuẩn bị thêm cái đó là thịt nọng với lại mấy khứa cá ba sa. Mình kho mắm guốc nha cả nhà. Là đi chợ nguyên chợ không có miếng thịt nọng anh không ơi. Này thịt đùi hết trơn thịt nọng ơi.
Thôi chợ lớn vậy hết luôn hả? Dạ. Bữa nay là có thịt này thì nó hơi ít mỡ hơn chút mà thôi kệ cũng được. Lâu lâu giảm mỡ một bữa ha. Ừ. Thì cái bữa nay mình ăn chung với lại điên điển nè, điên điển cũng chấm sống luôn. Còn bông sôi đũa chút xíu nữa cái mình chế nước sôi trần sơ qua. Nấu kèm với mắm thì mình không thể thiếu là cà hay khổ qua nè. Với mấy lần trước con cho đậu bắp vô thấy ngon quá, bữa nay bỏ vô thêm. Mình để mình ăn ha. Thì mình là bắp chuối, bắp chuối cái chị mà bán đồ tươi mối của mình đó. Bữa nay chị cho mấy bắp, mua bắp mà chị cho thêm mấy bắp nữa. Quá trời nhiều. Bữa nay chương trình quá cao, mua 1 tặng 4 là 5 nha cả nhà. Thì mẹ hỏi con là con nghĩ thì sao mà mẹ quăng bông xuống cho con để con hái rồi con qua con thảy vô gỗ con út vậy. Mình thi nhau mà đúng không? Thi vậy là hẹp hòi cho mẹ quá à, con thích ông út hay gì? Không đổi nhau. Ông út có điểm nào mà con ông thích biết, gì? Không biết cái nào mà cũng bị chọc nên là con phải bỏ vô đó. Vậy nè. Nhưng mà mẹ hỏi con là con thích ông út ở điểm nào con nói cho mẹ nghe với. Number 1. Út number 1 hả? Dữ dằn. Mẹ chứ hỏi con vậy thôi chứ mẹ biết ông Út cũng nhiều người khoái lắm cho đâu yên con đâu. Út number 1 à. Ông Út chịu nít dữ lắm bởi vì cô tin phái ông Út. Cái bông điên điển mà mình bẻ buổi sáng á thì nó còn nhỏ vậy nè. Chiều thì nó sẽ nở ra. Điện đồng mình đổ mắm đó, nhớ đó, chị mắm đó. Mắm kho chị. Đố Ly bữa nay tại sao không cái chợ Sóc Trăng băng không mua ba rọi có đó? Sao gì đó? Mùa này nước lợi nổi lên là lạnh nè, họ nấu mắm như mình vậy đó cho nên mua trước mình. Bà con mua trước hết trơn không? Thiệt luôn. Út con thay vô dở tủ lạnh nhà chị Ly nhiều khi mua mấy cục trong. Anh Khải sáng chạy mua sớm cái gì. Để bữa nay chủ nhật á, chợ đông lắm, chủ nhật nè. Trời, trời lạnh lạnh này đang nóng. Tiền mua. Tại vì trong heo con thì vẫn còn muốn cho con thêm nữa. Quá lạnh. Cô Tiên nhớ dai lắm, mượn tiền ảnh là ảnh nhớ là không trả là không được đâu. Tiền cô Tin Tết được ông bà, cô chú đồ lì xì là cô Tin bỏ heo. Mà mượn hết tiền xài mượn cô Tin nó đòi sát gia luôn. 4.7 đó. 3.7 à, có nghĩa là con nói 4 triệu chỉ là cái ước chừng thôi. Chính xác là 3.7 đúng không? Đúng rồi. Ừ. Giờ con heo đó hôm nay con không cho ăn chấm chừng trong ruột nó ăn hết trơn cái 3.7 đó rồi đó. Ăn hết rồi. Có rồi. Một hơi con vô con kiểm tra thế là bữa hổm mẹ nghe cha con với mẹ con bàn kế như tính mổ ống heo cái gì đó. Có đâu. Ngày hai nó chơi. Vậy ai làm vậy ngày hai nó chơi con. Cô Tiên bữa nay được nhiêu tiền cô Tiên? Lại nói cho ông bà cô chú nghe đây. Bữa nay vừa đi hái rau rồi vừa lặt rau rồi hơi ăn cơm nữa là con được nhiêu? Được trả công chắc cỡ 1 triệu. Trời ơi. Mướn cô Tiên ra để mà phụ bếp á là cô Tiên đòi buổi gì 1 triệu không bà cô chú? 500 không? 500 khuyến mãi 500 người nhà 500 được ha. 500 Ê, coi coi ông bà cô chú thấy lương vậy xứng đáng không? Nếu mà con 500 rồi con mà cha với mẹ trả con 500 rồi tiền đâu mà trả cho bà ngoại với mẹ hai với ông Út. Nếu con 500 là mọi người cỡ 3.5 triệu á. Cái công á tính ra quy ra công á. Rồi cái đó là chưa trừ tiền nhiều khi con cà khịa đó đó. Nhiều lúc đi nãy giờ đi bẻ bông sữa xong muốn quậy luôn. Thôi khỏi là nó thôi lại giả bộ kiếm cơ hội đi không à nó rồi không còn ngàn luôn. Giờ mình chuẩn bị phi xả để mình xào thịt ba rọi với lại ướp vô cái phần cá này. Hai trái này sắp hết luôn. Đậu bắp cũng sắp hết luôn. Cái món mắm kho mấy cái nguyên liệu mà để ăn chung hay bị hết trước. Khổ qua với cà thường thường em thấy nó bắt. Còn trái thôi lôi đó mình chặt luôn cho nó rồi. Hôm qua không có nước. Có chưa? À, sao không gà nó hay lít đít rụng quá. Cái gáo to lắm à. Thank you.
vậy mùi mắm ruốc liền nhanh quá. Ừ. Này ha, mà cho thêm miếng mắm ruốc nữa, bầm ớt nhiều nhiều vô, đậu cho ra bột ngọt với đường mà quẹo sạch lại á, ăn cơm là thành là thịt kho mắm ruốc rồi đó, thịt xào mắm ruốc. Mắm ruốc nó sôi dữ rồi, vậy em sẽ cho cá vô. Này kho cũng y gan như kho mắm vậy thôi, mà mình sử dụng cái mắm ruốc thay cho cái con mắm cá. Mà lâu lâu đổi cái khẩu vị, đổi cái mùi vị ăn bắt lắm. Mấy khứa cá ngon quá trời. Cho cà vô luôn. Đậu bắp là cho sau cùng, đậu bắp thì nó mau chín lắm. Cái bắp chuối này thì Út đập cho nó dập dập ở trong, giờ mình sẽ cắt ra mình ăn mấy trái chanh, mấy trái tắc vô. Chỉ chanh vô là đúng bài. Cái này mà ăn mắm chưng đồ mình cũng hay đập ra mình ăn chanh gì nữa cả nha. Bài lắm. Em hiểu lắm. Thêm nước rồi. Cái bông xô đũa này thì mình không cần luộc nha cả nhà, mình chỉ cần chế nước sôi chần sơ qua là được. Nước ăn... đủ, nước đủ sôi gì cũng được. Phải có mềm, nó mềm đúng không? Rồi, nó bấm gì cũng đều rồi nè, em mới vừa cho mấy trái ớt vô. Giờ mình tắt lửa để múc ra tô ăn cơm. Rồi, gia đình mình bữa nay có nấu được nồi mắm kho này cả nhà. Gia đình mình mời cả nhà ăn cơm luôn nha. Rồi, xin mời cả nhà ăn cơm. Xin mời cả nhà ăn cơm. Rồi, xin mời cả nhà ăn cơm sáng nha. Đây là mắm ruốc. Ruốc. Đổi khẩu vị mắm ruốc lại mới ăn mới vô chứ. Cô Tiên bữa nay ăn 3 chén đi. Cái bông chua nữa nó ngọt. Nó ngọt hơn bông điện điển nhiều luôn á. Điện chấm rút đã rồi chứ. Điện rút. Điện rút. Làm cho lắm cuối cùng cũng quay lại mắm cà hoài giúp. Có khác gì đâu. Khác gì chứ. Cái nguyên ớt Út chấm cũng làm cũng hấp dẫn quá hen. Mình nặng chanh nhiều vô cho nó chua. Điện điển này là mới bẻ xong ăn ngọt lắm. Điện điển của con. Mẹ điện điển của con nè. Con hải sản hả? Ừ, con hả? Con điện điển của con. Bắp chuối sẽ dễ bắt đúng không? Dễ mắt. Úc cá đi Úc. Nó còn Úc ăn cá đi. Chấm miếng muối ớt nha. Đúng. Bên chị Ly cha mẹ ăn cá nhiều vô nha, hồi nãy cá mình mua cũng nhiều. Điện điện thì hơi khó gấp một xíu. Mì mì quá hả? Mì múc, mới mũ múc. Điện điện đồng mình á, phải nó nhỏ xíu rồi xíu à. Mặn nó ngọt, nó ít chát. Mình hái cái này mình chưa nở mấy, ngon à. Dạ. Bột cái đũa ăn ngọt liền à. Giống như có cái mật trong đó đâu. Ừ.
đúng rồi đó chị Ly, chín ngon. Nãy tính bào ra nhưng mà có nặng chanh ngon lắm nè. Nó nói từ thịt ba rội mà nó mắm ăn đúng bài không? Trong bớt cay 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 ha. Dạ. Món này ăn hết cơm không hay. Chắc không hay. Mấy món này ăn theo cơm. Tin có ăn thịt ba gọi được không con? Mẹ hai gấp thịt ba gọi ăn béo béo. Có cái nào ăn cũng được hết, cũng ngon hết đó con. Cô Tin giống hề. Bữa thì giận mẹ Mìn thì ngồi bên kia với mẹ hai. Còn bữa không có mẹ hai mà có mẹ Mìn không thì qua ngồi với ông Út. Bữa nào mà xịt xà nưa với ông Út thì qua ngồi với mẹ Mìn với bà ngoại. Muốn giận ai giận à. Chọc là giận liền à. Bữa nào ngồi kế cha ăn bữa hả con? Nói hay không biết đang giận mình. Chọc cái vụ đi vẽ vòng niên điển là không liền. Vượng đi thì chở cô Tin đi với Bằng. Vượng về là có chọc chọc là về với ông Út liền, dễ gì đi chung xe là biết rồi đó. Còn con nói với ông Út là chạy đừng cho cha qua mặt. Ông Út đời nào chạy cho ai qua mặt đâu mà con lo. Cha hỏi nè, ăn ngon không? Cha hỏi ngon. Ồ, vì bữa nay mẹ hai nấu sao dở dữ vậy trời? Hả Tin? Sao bữa nay mẹ hai nấu mà con chĩa dữ? Mẹ nấu đâu, mẹ cặp con mà. Gì đó hả? Cha đừng lừa con. Tính ra cái bắp chuối mình thấy chua chua ngon. Chấm ăn nó ngon. Chua chua chát chát nữa chứ. Chị Ly là mình biết là cũng thích bắp chuối lắm. Bắp điên điển này nhiều bà con không biết ăn thì ta nói đắng. Nhẫn nhẫn. Ừ, mình ăn thấy thấy ngọt không thấy ăn. Bùi bùi ngọt ha. Con quá trời thịt luôn, chưa ăn hết luôn. Cha nổi nước ăn đã. Mắm vô lạ. Cha là đậu mắm ruốc mà, cha không có đậu mắm mắm mắm, mắm cá mà cha đậu mắm ruốc. Cha là cha thích mắm ruốc lắm. Cái gì liên quan tới mắm ruốc với chào là cha khoái. Trời mát mới mấy bữa nay mà thấy cảm giác đã thì. Ừ. Thì gió, bữa nay gió đổ gió, gió bắt á. Dạ. Gió thổi mát, mát mẻ khỏe. Bác không xiết, bác hơi hơi riu riu mà. Dạ. Nhiều nữa. Mát thôi chứ dưa lạnh. Dưa lạnh. Dưa lạnh. Cái quen đó. Mà gì dễ chịu hết. Bước ra đồng á, người ta bơm nước kêu tạch tạch chỗ mát. Chỗ mình bẻ bông niên điển gì đó. Bà con ta bơm nước kêu tạch 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 mà gió hiu 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 mát mát. Mùa này mùi Noel nè, mùi Tết nè. Trời lạnh gì cô Tin chịu nổi không? Chưa có nó em mới mà mùi Tết. Chuyện quá. Rồi tôi cô Tin là sáng chở đi xe máy đi ngồi chịu đâu nổi, lạnh 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 lạnh. Mập mà yếu, yếu gió. Về anh tắm anh kêu mẹ ơi là mình tiếp con là mình tiếp mẹ lạnh quá. Ra mình chạy. Đúng rồi bới. Con nghĩ.
em bới chén nóng đầy đầy. Chắc tối mình pha ly cà phê mà ra ngồi trước bàn đá đó Út. Nghe tiếng nước bơm nước tạch 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 đó, rồi gió thổi hiu hiu, trời ơi, đã. Bắt YouTube tin coi nữa. Gió đua nè. Có cày wheel cho em không chị Ly? Đó, ra ngoài ngồi rồi coi đó. Gì hả? Pha ly cà phê. Nhớ cày wheel nhiều nhiều nghe, hôm nay yếu lắm rồi đó. 94.000 rồi. 94.000 người đăng ký rồi mà hôm nay trong thời gian gần đây là mình có cảm giác như là nó bị chậm lại. Dạ. Yeah. Chị thích chắc tối ra ngồi vậy đó, coi YouTube. Wow. Đã không? Em bút đâm mua ớt càng ngày càng ngon ta. Nó cay nha chị Linh, nó cay nó ngon. Nó không con? Chén hả? Vô đi chút xíu nữa cha vô cha chở cho đi Bách Thị. Đi Bách Thị. Bách Thị mua đồ ăn sáng nha. Mua đồ cho cô Tin ăn sáng đi học. Tại sợ cô Tin đi học á, nhiều khi em bé nó không biết mua đồ ăn, ăn nó nóng á. Mua là từ lúc mà lên lớp 2 á mấy bạn mì cay là mới bắt đầu thôi. Bây giờ hết rồi. Mà con mì cay á, các bạn nào hai bột ớt là ăn xin ăn miếng đi ớt á. Ớt luôn. Con đổ cái bịch ớt xong á là dễ luôn, là con liếm bịch ớt luôn hả liếm cho hết luôn. Bởi vì phải uống tới hai chai nước xăm luôn không? Đúng. Liếm với đầu là thấy ngon. Xin bột ớt của bạn luôn. Đâu có, đâu có đâu. Xin miếng ớt. Xin miếng thôi. Xin cái bột ớt mà bạn không ăn ớt cái gì mà bạn cho con. Không. Miếng ớt nhỏ. Xin một ít thôi, chứ không phải xin bịch. Rồi bạn nó mới cho. Út thấy cô Tiên nó đi cái trống lỗ bự không? Bằng người lớn nè. Nè, con ngồi đeo cầm máy quay thấy cô Tiên ra cái mất một lỗ bằng người lớn nữa. Chỗ của cha còn nhỏ hơn chỗ cô Tiên. Cô Tin bằng nhau mà, 42 kg mà. Đang hiện hữu là đang bằng nhau hả? Ừ. Tương lai không xa là ông ngoại cô Tin bỏ luôn rồi. Ông ngoại xuống hàng bét rồi. Năm nữa thôi, hết sang năm nữa là rồi đó, hơn ký rồi.